mà xa. Giờ còn xa mấy nữa khi em đi lấy chồng một chiều thu la. Một con đò sang sông, một cõi lòng băng giá, một thoáng buồn mênh mông. Anh đến mừng em trong tiệc cưới, ra về nên diều ngắm buồn tinh. Gió khuya lạnh mây buồn đơn lẻ, một ánh sao rơi chìm trong đêm. Anh ướp hồn anh men diều đắng, nghe chừng men diều đắng niềm yêu. Bóng em chợt thoáng mờ hư ảo, đẹp giấc mơ tan sầu bao nhiêu. Đường về nhà em cách hai đoạn đường dài, tuy xa mà gần. Gần mà xa, từ nay xa mấy nữa, tuy em đã có chồng. Dù tình còn đậm đà, dù lòng còn thiết tha, dù buồn trong cách biệt, thôi em đừng nhắc chuyện đôi ta. Em Tâm xin giới thiệu tới các bác một bộ sản phẩm mà ở trong cái phân khúc giá dưới 10 triệu. Trong cái gu mà các bác nghe tạp, nghe đa thể loại nhạc, thì đây là một trong những cái sản phẩm mà em đánh giá là số 1, Panasonic PMX90. Tại vì sao bộ dàn này lại vượt qua rất nhiều những cái đối thủ của Onkyo, của Đơn Ông hoặc thậm chí là của Kenwood để trở thành một cái bộ sản phẩm số 1 trong cái phân khúc giá dưới 10 triệu với gu nghe tạp? Nghe tạp ở đây có nghĩa là các bác nghe đa thể loại nhạc, không thiên về dòng nhạc gì. Các bác nghe Bonero, rồi các bác nghe EDM, Nonstop, bát mạnh, bát khỏe, trung âm, rồi chép chiếc. Nói chung là một bộ dàn để có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu các bác trong từng dòng nhạc, thì Panasonic PMX90 là top 1. Và với những công nghệ mà con máy này được trang bị thì nó cũng xứng đáng với cái vị trí số 1 trong cái phân khúc dưới 10 triệu một bộ dàn nghe hay nhất. PMX90 là một trong những cái phiên bản bổ sung sau này của cái thương hiệu Panasonic với cái dòng SA-PMX. Hãng có sản xuất ra thị trường cái phiên bản 70, 80, 100 và 150, nhưng 90 là một trong những cái phiên bản sinh sau đẻ muộn. Và những cái điểm nâng cấp ở trên bộ dàn này cũng khiến nó thành một trong những cái bộ dàn rất là hot tại Thanh Tâm Audio. Trong cái lô hàng ngày hôm trước bên em về hàng bay thì em có hai bộ PMX90 có thùng xốp. Trước đây thì em đã có mở hộp một bộ và giới thiệu tới các bác hình thức, và đây là bộ thứ hai, cũng muốn sâu hình thức luôn để các bác cùng nắm bắt. Hàng có thùng xốp mức giá là 9.500.000 các bác nhé. Đây là thùng xốp của máy em vừa mở ra này, có cả e căng đầy đủ hết. Đánh giá hình thức thì em đánh giá khoảng 98-99%, như mới luôn, nói chung là rất là đẹp. Chúng ta sẽ có một bộ dàn bao gồm một chiếc ampli và một cặp loa. Ở phía trên của ampli thì sẽ không có xước râm hay cấn cạnh gì, các bác có thể nhìn thấy ngay. Màn hình hiển thị của PMX90 được thiết kế ở trong cái khung kính màu background màu đen. Chúng ta sẽ có cần gạt bass chép được tinh chỉnh ngay ở trên mặt trước, tăng giảm âm lượng và những cái nút điều hướng ở phía trước đây. Khay đĩa CD nằm ở phía dưới, USB đọc flash playlist. Cặp loa PMX70 được bán kèm với đầu máy PMX90 tạo nên sự hoàn hảo cho cái bộ sản phẩm này. Loa 3 đường tiếng, công suất là 60W một kênh, trở kháng của loa là 3 ohm, bass đường kính 12, trung đường kính 2, chép đường kính 1.5. 60W một kênh các bạn nhé. Bộ dàn này thì được sản xuất năm 2020. Các bạn có thể nhìn thấy cái date sản xuất của nó rất là mới. Rất là mới, có nghĩa là chủ nhật người ta chỉ dùng nước thôi. Người ta đã bán, tại vì năm nay chúng ta là năm 2021 mới dùng được 1 năm. Các cổng kết nối phía sau của máy thì chúng ta sẽ có một đường từ máy tính vào này, một đường từ TV, một đường aux in. TV rất là quan trọng các bạn nhé. Bây giờ khi các bác chơi từ Smart TV thì cái đường giải mã quang này cực quan trọng luôn.
Cầu ra loa dạng dây kẹp. Đó. Sản xuất năm 2020, siêu lướt. Con này thì hình như đâu đó nó bắt đầu được sản xuất từ năm 2019. Ok, quay trở lại với mặt trước của máy thì chúng ta sẽ có một cái thông tin, đó là máy sẽ chơi nhạc rất là hay ở trong không gian khoảng 35m2 với đa thể loại nhạc. Các bác chơi nhạc gì cũng hay. Hỗ trợ các đường vào như là CD này, USB, Bluetooth, giải mã TV và máy tính sang. Đầy đủ hết các bác nhá. Các bác lưu ý là nó có cả Bluetooth nha các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ test cho các bác nghe cái đường chơi từ Smart TV với đường giải mã Optical. Hàng về nguyên thùng shop thì tất cả những phụ kiện như là remote jean hoặc dây loa, dây nguồn cũng như là anten thì đầy đủ hết các bác nhé.
PMX90 của Panasonic là một trong những cái vị trí dàn mini xếp top 1 trong cái phân khúc dưới 10 triệu mà chơi đa thể loại, với nguồn vào từ những cái đường cơ bản nhất như là CD, Bluetooth hoặc giải mã từ TV. Hiện tại Thanh Tâm Audio đang có hai bộ Panasonic PMX90 với hình thức là nguyên thùng xốp, mức giá của bộ là 9.500.000. Bác nào quan tâm tới thiết bị có thể liên hệ ngay tới số hotline của Thanh Tâm để sở hữu bộ sản phẩm này. Xin chào.